Oh boy, chúng ta sẽ có rất là nhiều việc để làm đây Nhưng mà trước tiên tôi sẽ đập bể cái trụ làm thumbnail này cái đã Giờ thì tôi sẽ đi tới cái máy farm Wandering Trader và AFK ở đây xuyên đêm Hy vọng là không có con ma nào điều khiển nhân vật tôi khi mà tôi ngủ Vài tiếng đã trôi qua để coi chúng ta có được gì nào. Sau hơn một đêm thì tôi có ba thằng bán đồ hàng rong nhưng mà ba thằng này chả bán cái mùi e gì cả anh em à. Vậy nên tôi tiễn ba thằng này về Ngọc Hoàng luôn. Hết việc ở đây rồi, chúng ta sẽ đi về nhà. Khi về tới nhà thì tôi xiên một vài con quái và cất đồ thừa vào tủ. Có một bạn trên YouTube yêu cầu mình là đặt cái tên của thằng dân làng kẹt trong cái nhà của mình là Hoàng. Nhưng đáng tiếc là cái thằng đó nó đã chạy trốn từ lâu rồi. Vậy nên là tôi sẽ cho thằng dân làng mới vào đây và đặt tên nó là Hoàng. Vậy là ok rồi nha Hoàng Ông đã có trong cái trò chơi của tôi Từ giờ đây chính là cuộc sống của ông <cười> <cười> Hoàng ơi tôi không biết ông sao chứ Trong đây chắc chắn sẽ không vui vẻ một chút nào đâu Ngày hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái máy đúp vật phẩm Đây cũng chính là cái cột mốc đầu tiên Đánh dấu việc lần đầu mình xây cái máy đúp Những vật phẩm để xây cái máy đúp này rất là dễ Chỉ trong thoáng chốc thì mình đã có đầy đủ đồ Ngày 230 mình lên đường để quay trở lại cái Stronghold Lúc này thì mình thắc mắc là Tại sao những người chơi không được hay như là PewDiePie Với cả lướt trời no Bồ, lại có có thể sống lâu được như vậy trong Minecraft Hardcore Còn cái thằng tự cho bản thân hay như tôi lại sống không nổi quá 500 ngày Sau khi xem vô số video của hai người họ thì tôi mới nhận ra một điều là họ cực kỳ cẩn thận mặc dù trong nó hơi hèn một chút nhưng mà đó chính là cái mấu chốt mà khiến cho người ta sống lâu đến như vậy trong cái tựa game này vậy nên trong cái series minecraft siêu phẳng này tôi cũng sẽ giống như vậy tôi sẽ sống hơi hèn một chút nhưng mà chắc chắn rằng tôi sẽ không chết vì tôi còn có rất nhiều thứ muốn làm để mà cho anh em coi nói túm lại là mình sẽ khiến cho cây cầu dẫn tới stronghold ở dưới địa ngục nó an toàn hơn vâng có đơn giản vậy thôi đó mà tôi kể ra một câu chuyện nó ngoằn ngoèo và cờ lờ ra à mà không biết bạn nào đã đoán được là mình sẽ xây cái máy đúp gì chưa Mình sẽ xây một cái máy đúp cát Để mà có thể nhân đôi, nhân 10, nhân 11 Cái số cát mà mình đang có Để bắt đầu xây cái máy đúp cát này thì chúng ta sẽ clear cái chỗ stronghold trước khi tới tối thì không một chút suy nghĩ mình đặt cái giường xuống và đi ngủ. Mình đã có thể end cái series này nếu như mà mình đặt cái giường ngay dưới Stronghold. Mọi người nên cẩn thận khi mà đi ngủ ở đây nha. Đừng có ngơ ngơ giống như tôi. Để làm một cái máy đắp cát thì chúng ta sẽ phá hủy những cái khung của cái stronghold như đã nói từ lần video 200 ngày. Giờ là lúc chúng ta sử dụng những cây nấm đỏ ở dưới địa ngục. Ok, cái khung của cánh cổng này hoàn toàn biến mất luôn. Đây chính là cái máy farm phá hủy logic Minecraft nhất từ trước đến giờ mà mình tạo ra. Các bạn có bao giờ nghĩ là những cái máy đúp như thế này sẽ bị Mojang fix lại không? Mình nghĩ sẽ là không bởi vì những cái lỗi trong Minecraft khiến cho người chơi sáng tạo hơn rất là nhiều. Vì thế chẳng có lý do gì mà Mojang phải fix lại những lỗi này cả. Để mà áp ca ở trong cái máy farm này thì tôi cần phải phải xây những cái chân loader căn bản á nếu mọi người bật cái máy này lên nếu mà chúng ta ở xa như thế nào đi chăng nữa thì những thứ ở trong cái chân này vẫn sẽ hoạt động sau khoảng 45 phút thì cái máy farm của tôi cũng đã xong bây giờ đến lúc test cái chân loader rồi nếu mà cái máy này nó hoạt động tốt á thì sẽ không có block nào văng ra cả ha bây giờ tôi phải đập đi cái chân loader này và xây lại từ đầu thôi Ok, lần này thì cái chân loader này không hoạt động bình thường á Tôi ở giá tới hết đời luôn Éo lấy vợ luôn anh em à Tôi tính hết rồi anh em à Sao mà không hoạt động được Sao mà tôi có thể ở giá tới hết đời được Giờ thì bắt đầu đúp cát thôi chứ còn đợi cái gì nữa Ô địt con mẹ cái what the fuck gì đây? Có cái gì đó nó sai sai rồi mới thế mà chết mẹ rồi. Ok, chúng ta hãy cùng nhau làm lại một lần nữa nào Và wow. nó hoạt động rất là tốt Oh shit Không tốt tí nào Sau khi tìm hiểu một hồi thì tôi mới nhận ra vấn đề Đó chính là tôi quên bật một tích ở trong cái repeater này Sau khi bật lên xong thì như anh em đã thấy đây nó hoạt động cực kỳ là tốt ngày 236 đến lúc chúng ta xây cái kho để mà chứa những cục cát ở dưới DN. Giờ thì hãy cùng nhau bật cái máy này lên và chúng ta xuống DN để bắt đầu AFK. Ngày kế tiếp tôi đã AFK xong, chúng ta bê cát về nhà thôi. Nhưng trước khi rời khỏi địa ngục thì tôi sẽ cho bé Strider này được tự do. Lúc này thì tôi éo hiểu sao, tôi đang làm việc tốt nhưng mà tôi lại gặp tai họa mọi người à? Thôi kệ xui tí thôi, không ngẫm của tỏi là may rồi. Về tới nhà thì đập vào mắt tôi là anh bạn Hoàng. Nếu mà tôi lỡ có ngẫm trong cái thế giới này á thì Hoàng chính là vị vua mới nha anh em. Ok, chuyển tới cái dự án tiếp theo. Bây giờ tôi sẽ đi lấy sỏi để mà làm bê tông. Bê tông chính là một phần trong ngôi nhà mà tôi chuẩn bị xây cho bọn ông. Tôi thật sự không thích mấy con ông cho lắm nhưng mà có rất là nhiều cái máy farm sử dụng tới mặt ông. Vậy nên là Ngày 239 mình chỉnh sửa cái hình dáng của hòn đảo này lại một tí cho nhìn nó tự nhiên hơn và đẹp hơn Đồng thời tôi cũng dời cánh cổng địa ngục ra nơi khác luôn Tôi thật mừng vì đã chỉnh sửa lại cái hình dạng của hòn đảo này bởi vì nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều so với lúc trước Trước khi xây những ngôi nhà cho bé ông thì tôi sẽ sử dụng Netherrack để mà đặt ra những cái hình dáng mà những thứ tôi chuẩn bị xây trong tương lai mọi thứ đã được lên kế hoạch một cách hoàn hảo giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thu thập những nguyên liệu để mà xây nhà cho những bé ong nếu các bạn thắc mắc tại sao thu hoạch lúa lại có thể xây nhà được cho những bé ong thì tí nữa mọi người sẽ biết giờ thì đi hái hoa bắt bướm thôi mọi người à tôi sẽ cần những bông hoa màu vàng để mà nhuộm màu cho những cục bê tông các bông hoa màu khác thì tôi sẽ để cho bọn ong hút mật khi ở đây thì tôi cũng sẽ chắc chắn là chôm những món đồ cần thiết về mọi người à ngày 240 tới lúc quay trở về hòn đảo à Mông ú rồi về tới đảo thì mình xia một vài con cừu sau đó thì mình ngồi ở cái máy farm đá cho tới hết ngày 240 Buổi sáng kế tiếp thì mình trade đồ với mấy thần gian làng thợ hồ Mục tiêu của mình đó chính là tìm những cục đất xét cứng màu vàng ở trong đây Nhưng mà có vẻ như là tôi chỉ tìm thấy được những cục đất xét màu hồng thôi M Mà ai lại đi mua những cục đất xét màu hồng cơ chứ Ngày 243 mình đi ra ngoài cái bờ biển nhân tạo để mà làm bùn Vì không có đủ nguyên liệu để mà chế một cái máy làm bùn Cho nên là tôi phải thực hiện thủ công như thế này đây Điều tương tự cũng xảy ra với máy cục bê tông Nhưng mà mấy cục bê tông này dễ làm cây màu à Vài canh giờ sau thì mình đi chế một cái mặt bằng để mà chặt gỗ văn sam Ngày 146 mình đã chặt cây xong Tới tối thì mình chỉnh sửa cái hình dạng của cái đảo lại một tí Ngày hôm sau thì mình xây thêm một cái khung kiến nữa ở trên cái đảo này Giờ thì hết chuyện nhảm nhí để làm rồi, chúng ta sẽ bắt đầu xây cái nhà luôn Cái nhà này mình xây ngay trang cái slime chân luôn Nên là mình sẽ đặt những cái thảm để mà hạn chế tối đa những con slime spawn ra Cái nhà này đa số là xây bằng gỗ văn sam Nên là sẽ ngốn tôi rất là nhiều gỗ luôn Tới tối thì mình nhận ra là mình rất là thiếu đá Cho nên là mình xây lại cái máy farm đá và bắt đầu đập Mình nghĩ là khi đặt cái rương Ender Chest ở đây Mình sẽ không đào xuyên qua cái máy farm này nữa Nhưng mà không phải Vì tốc độ đào của mình quá nhanh nên là không có gì thay đổi cả Ngay kế tiếp mình lấy số đá đã đập về nhà làm diorite Sau đó thì mình tiếp tục hoàn tất cái ngôi nhà này 30 phút sau thì ta-da Tôi đã xây được 60% cái ngôi nhà này rồi. Sau đó thì mình đi vô nhà để lấy thêm đồ thì xém tiếng nữa là giải thoát cho Hoàng. Ông sẽ không đi đâu nha Hoàng, tại vì cái thế giới này cần ông. Giờ thì quay trở lại xây ngôi nhà tiếp tục. Và bây giờ ngôi nhà này đã 80% là xong Chỉ cần xây thêm những thứ bên trong nữa là nó sẽ 100% Và như anh em đã thấy đây, bên trong chả có cái mùi ê e gì cả Tí nữa tôi sẽ xây những cái tổ ong ở đây Và ở trên lầu thì tôi còn chưa có kế hoạch gì cả Tới chiều thì mình xách cái mông vô nhà để mà cắt đồ vô rương Lúc tối thì mình chạy ra ngoài ruộng để mà thu hoạch thêm lúa Cái tiếp thì mình kết thúc ngày 249 bằng việc là trồng lại những cây lúa chạy vào nhà thì mình xây thêm những cái rương ở nơi kho bởi vì tôi quá nhiều đồ rồi anh em à sau đó thì tôi làm hai cái tấm áp lực bằng đá để mà đặt ngay chân trước nhà sau đó thì mình đi ra ngoài để lấy những cục mật ong và làm những cái tổ ong giờ thì chỉ cần lấy những cái bông hoa mà lần trước mình tìm được và đi vô ngôi nhà dành cho ông xây thôi bob bob ơi à, mày có sao không vậy bob mày mày đứng đó từ nãy tới giờ rồi đó ไม่พี่แก๊กค่ะ Oh, ok <laughs> Để cho con khứa bóp không kẹt nữa thì mình sẽ chặn cái đường lên lại Giờ thì hãy cùng nhau tìm người bạn tình cho bóp nào Đối với cây gỗ bạch dương thì chúng ta sẽ có cơ hội tìm được cái tổ ong nhiều hơn so với những cây khác Giờ thì chúng ta sẽ đem cái tổ ong đặt vô trong và bắt đầu nhan giống những cái người bạn dễ thương này nào Tới tối thì mình quyết định là sẽ tìm nguyên liệu để mà xây một cái máy ray farm Vì hát mà tôi phải cần tô tem mới có thể sống lâu được Cái máy farm này cần táo bẹ để mà hoạt động Nhưng mà hiện giờ đây thì cách lấy của tôi chậm quá Giờ thì cảm thấy nhanh hơn rất là nhiều rồi đó Ngày 251 tôi đã lấy đủ những cái tạo bẹ Quay trở vô nhà thì mình làm bốn cái khung vật phẩm Và đặt những cái vật phẩm vào đây Cái máy farm này cần rất là nhiều kiến Cho nên là mình sử dụng những cái solava lava để mà nung Sau đó thì mình xây lại cánh cổng địa ngục và chui vào đây Tính ra thì cái máy farm sắt của tôi cũng khá là tốt chứ nha Rất là nhiều sắt ở đây luôn Nhiều hoa poppy như thế này thì chắc là những con ong của tôi sẽ vui lắm đó Giờ thì tôi sẽ múc thêm một vài solava lava và quay trở về nhà Khi quay trở về nhà thì mình mua rất là nhiều stone của cái tụi linh mục sau đó thì lại nhảy vào địa ngục để mà lấy thêm sắt giờ tôi đã có cái beacon cho nên là cái máy farm này có vẻ hơi chậm đối với tôi vậy nên chúng ta sẽ đi làm cái máy farm khác thôi à mà nếu đây là cái dòng nước vĩnh cửu thì làm sao tôi có thể múc hết được đây Uầy Rồi tôi sẽ không Không thể nào có thể xây được cái máy farm Đá Chỗ nào khác à? Ok, có vẻ hơi đằng độn rồi, tôi sẽ dừng lại Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu xây cái máy farm có thể chịu đựng được cái sức mạnh của cái beacon Cái máy farm này có sử dụng một vài phép redstone đơn giản cho nên là... da yeah, rất chi là dễ xài và không cần sử dụng tới cái máy đúp TNT để mà farm đá Giờ yeah, chúng ta đã có rất là nhiều đá rồi Tôi sẽ mua thêm những cái cục redstone nữa Và chúng ta đi vô nhà Vô nhà thì tôi tâm sự với Hoàng một tí Và bắt đầu làm những cái observer Và những cái armor stand Kế tiếp là những cục piston Kế tiếp thì tôi đi múc nước tắm của Hoàng Để mà bán lên trang web À lộng. Kế tiếp thì tôi đi xuống dưới địa ngục Để mà À, à, tôi không biết tôi làm gì nữa À nhớ rồi, đó chính là lấy những cục mặt mà block Quay trở về overworld thì mình sử dụng những cái xô nước và đặt vô trong cái máy farm mob Lúc này khi biết được là những con zombie có thể biến thành những con trout Thì mình bật cái máy farm lên và bắt đầu farm những cái cục um, uh, copper Và tình cờ là không biết kiểu gì mà trong cái room mình có một cái đĩa nhạc Giờ có đủ copper rồi tôi sẽ làm cái cột thu lôi và làm luôn cái hộp nhạc Để mà nghe cái đĩa nhạc hồi nãy xem nó có hay không và thật bất ngờ nó thật sự rất là hay Ngày 253 tôi đã lấy hoàn tất những cái nguyên liệu để mà xây cái máy farm Giờ tôi sẽ chuyển những cái hộp Sokobot thành những màu khác nhau và bắt đầu xây cái máy farm Để xây cái máy farm này thì tôi cần xung quanh phải toàn là nước hết thôi Cho nên là tôi sử dụng những cái xô nước để mà tiếp tục mở rộng cái khu biển của mình ra Giờ đã thiên thời để lợi nhân hòa chúng ta sẽ bắt đầu xây Giờ chuyện tồi tệ nhất tôi có thể nghĩ đến đã xảy ra. Tôi đã quá tự tin vào cái trình độ Elytra của mình và điều này khiến tôi trả giá cực kỳ đắt. Như anh em đã thấy đó, mình bay cắm đầu như vậy thì chẳng khác nào là nhảy từ trên cao xuống. Mình đã trở ra ngoài và sử dụng phần mềm thứ ba để can thiệp vào game chỉnh cái chế độ hardcore thành sinh tồn. Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng là có thể hoàn thành được 100 ngày để đăng video cho anh em coi nhưng mà thật sự thì cái cảm giác nó 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 không không có giống cái lúc chơi hardcore một chút nào đây không phải là điều mình muốn khi mà mình chỉnh cái chế độ hardcore khi chơi cái thế giới này vậy nên là mình quyết định là sẽ nghỉ chơi cái thế giới này và thả tự do cho tất cả những cái uh, sinh vật sống ở đây ngay lập tức mình thoát ra khỏi game bởi vì thật sự quá là đau đớn ở đây mà khi mà phải bỏ đi cái thế giới cực kỳ tâm huyết 253 ngày tuổi của mình nhưng một truyền nhân đã có câu đừng ừ. bao giờ bỏ cuộc ok giờ thì chúc anh em giữ gìn sức khỏe và hãy đón chờ cái video tiếp theo của tôi tôi té đây